đâu. Tôi muốn xin hỏi cái này, tại vì là coi như mấy lần tôi cũng nghe mà tôi nghe anh nói là đối với bác sủ cũng chỉ là một người hội viên như mình thôi. Cái người mà chủ tịch bây giờ lại là anh Quỳnh Thiện Mỹ. Thì bây giờ là mình phải lại cứ chờ bác sủ mà trong khi là mình không gọi bác sủ là bao giờ. Rồi, 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 rồi. Người nào là cái người chủ tịch? Dạ, rồi, tôi xin trả lời. Đó là cái lý do làm phiền phức chúng ta. Lý do của cái quỹ tương tế này nó cũng hình thành bởi một chút ít tình cảm. Chứ Phật không phải không. Là ông thân của cháu Mỹ hồi xưa là làm quận trưởng, thì ông Hòa là học sinh. Ông Hòa được ông thân của cháu Mỹ này phát phần thưởng ở ngoài Bắc. Hồi đó, ông Bùi Văn Hải gì này đó, già của anh, làm quận trưởng ở ngoài Bắc á. Do lẽ đó, cái tình cảm đó mà họ có một cái lịch sử liên đới với nhau khi qua tới đây. Thành ra cái tình nghĩa của ông Hòa đối với ông thân của cháu Mỹ rất là nặng. Do lẽ đó, khi cháu Mỹ vô đây thì cháu Mỹ nó tỏ ra rất là phục vụ cái quỹ tương tế bằng tất cả cái tấm lòng. Thì ông già của cháu Mỹ này á, lại với anh Sửu á, lại làm việc chung ở Vĩnh Bình rất là lâu. Tuy rằng nói giọng Bắc người Nam, nhưng mà cái tánh tình và hiểu biết lại với sống ở Vĩnh Bình rất là lâu. Đó, do lẽ đó khi mà ông Hòa phạm những cái điều mà không có đúng ở cái quỹ tương tế này, thì cái ban quản trị quỹ tương tế mới đưa ông Hòa đi ra, thì đưa cháu Mỹ nó lên. Đưa cháu Mỹ nó lên thì cháu Mỹ là cái người được bác sủ tinh thần và rất là cưng để mà làm cái quỹ tương tế này. Nhưng mà cháu Mỹ lại có một cái ý kiến là ủng hộ theo cái ý kiến của hội viên. Trong lúc đó bác sủ không có đồng ý cái ý kiến của hội viên. Do lẽ đó hai bác cháu có vấn đề thảo luận với nhau hơi gắt một chút. Nhưng mà trong thâm tâm của cháu Mỹ thì bao giờ cũng kính quý bác sủ. Đó là cái trở ngại. Đó là cái trở ngại của cái hành động của chú Mỹ. Thành ra hành động của chú Mỹ là cái hành động hoàn toàn sai. Phá cái bản nội quy. Cái bản nội quy chủ tịch do hội viên bầu. Chú Mỹ không do chúng ta bầu, nhưng chúng ta ủng hộ chú Mỹ. Tại vì chú Mỹ đáp ứng đòi hỏi của hội viên. Mà cái quỹ tương tế này là do hội viên thành lập. Hội viên đưa ra ý kiến. Hội viên làm tất cả. Thành thử là ý kiến của hội viên là ý kiến của quỹ tương tế. Đó là lý do chúng ta ủng hộ ông Mỹ, mà bây giờ ông Mỹ bỗng nhiên ông giao ngang cho ông Sửu là nó trật lắm. Ông Sửu nhận cũng trật lắm, ông Mỹ cũng trật lắm. Buổi họp hôm nay của chúng ta mục đích là yêu cầu quỹ tương tế thi hành đúng nghiêm chỉnh bản đồ quy. Yêu cầu như vậy nghĩa là sao? Nghĩa là yêu cầu ông Mỹ bắt buộc phải làm chủ tịch, không thể giao cho ai được. Nếu ông Mỹ mà giao cho ai hoặc là không làm chủ tịch là ông Mỹ phá nát cái quỹ tương tế này. Chính ông Mỹ chứ không ai hết. Và chúng ta đã chuẩn bị rồi, chúng ta sẽ không nói gì hết mà chúng ta đưa ra tòa và thưa ông Mỹ, nếu ông Mỹ không giữ lại chức chủ tịch, bởi vì ông Mỹ là nguyên nhân phá nát cái quỹ tương tế này. Đó, bữa nay chúng ta họp như vậy. Dù ít hay nhiều thì chúng ta đã có như vậy rồi. Thành ra chúng ta bữa nay là cái yêu cầu đó là quyết định bắt ông Mỹ phải nghe lời cái bản nội quy, không phải mà chúng ta đã vậy. Thì bữa họp hôm nay anh chị chúng ta phát biểu trong cái nội dung là bắt buộc ông Mỹ phải thi hành bản nội quy. Chính xác. Và bác sủ, mời bác sủ lại đây để làm gì? Mời bác sủ lại đây để nghe nói rằng hội viên chúng ta yêu cầu bác sủ cũng thi hành nội quy đúng đắn luôn. Mà bác sủ là cái người tạo ra cái nội quy này, duy nhất là cái người founder của cái này, bác sủ phải thi hành.
Nếu bác Sủ không thi hành thì bác Sủ và ông Mỹ là hai người phá nát cái quỹ kinh tế này, chứ không phải chúng ta. Và điều đó chúng ta sẽ đi bất cứ tên tận dân đời nào, chúng ta bắt họ cũng phải làm điều đó. Chúng ta biểu tình, chúng ta phá nát cái này cũng được, lý do là họ không còn gì nữa hết. Đó, đó là cái ý kiến của chúng ta hôm nay. Và những người không có dự đám này trong cái cộng đồng Việt Nam Bắc Cali, chúng ta nhờ cái điểm mà để cho chúng ta giữ, thì những người nào biết cái tình trạng của quỹ kinh tế này bây giờ thì tất cả những người đó đều theo chúng ta. Nói chắc chắn người ta theo, tại vì làm sao? Tại vì vấn đề tiền bạc, khi không ép chúng ta trả tiền trong lúc đó, chúng ta không biết ai chủ trì của cái quỹ kinh tế này. Quỹ kinh tế không có hội viên, thành viên ban quản trị, nó gọi là cái board member, nó không có chairman board chẳng hạn vậy, đâu có thể được đâu. Một đơn vị, một tổ chức mà không có gì hết, rồi bây giờ giao cho ba cái người điều hành là những cái người mà mình muốn, họ muốn tung hoành sao nữa, họ muốn cho mình vô, cho họ muốn cho mình ra, họ ra, họ rước mình á, mình đưa chết cho họ thì họ nhận, còn bằng không là họ đuổi mình ra. Là cái gì vậy? Là cái gì vậy của ba nhân viên này? Đó. Chúng ta phải hỏi gì vậy? Chúng ta hỏi về cái thái độ đó là thái độ gì? Anh xách tiền lại thì họ nhận. Cái thứ hai nữa là bà con thấy mỗi cái văn thư mà gửi cho hội viên á, không khi nào cái ông chủ tịch phó chủ tịch ký tên, mà không ký tên có một cái giấy tờ nào mà bây giờ gửi ký mà ký tên đó, gửi tên hội viên cũng không có người ký tên. Là cái gì vậy? Đây là một cái tổ chức gì? Cái hoạt động của tổ chức này không dám xì ra cho hội viên nghe. Hội kính à, cái hội này là hội kính à. Ông Sủ trách là chú Mỹ đó đưa cái tin tức này, tin tức kia, làm chủ tịch là phải đưa ra những cái tin tức hoạt động của cái quỹ của chúng ta. Thưa đúng, anh, thưa đúng, em, thưa bác, thưa chú, bữa nay chúng ta bàn về cái vấn đề đó, nhưng mà có ông A chịu, có ông B không chịu, bây giờ cháu nói như vậy, bây giờ vừa vốn thì có bốn người chịu. Cái đó là một cái tin tức rất là thật và rất là đúng. Daily, daily, daily information. Tại làm sao lại giấu nó, tại sao ban quản trị mà đi giấu hội viên là vô lý là cái gì vậy? Mà hồi đó chúng ta thành lập cái hội này là cái gì? Bằng cái tấm lòng, bằng cái sự thương yêu đùm bọc với nhau, chúng ta tin tưởng cái ban quản trị của ông Quảng, chúng ta xá để cho ông làm, chúng ta ngủ yên, chúng ta tin tưởng với nhau như vậy. Cuối cùng ông chơi, ông phản bội chúng ta bằng cách ông làm từ tuần từ tháng ông, cái đó là cái gì? Cái đó là một cái điều đáng trách. Cho đến khi chúng ta phát hiện ra điều lệ 2014, chúng ta mới thấy ông Hòa, ông quá trớn rồi. Ông quá trớn rồi, ông làm chúng ta, thức tỉnh lại. Chờ chừng khoảng 15 phút nữa, Mùi Huy nghĩ tới. Dạ, dạ, cảm ơn. Đó, thành thử ra cái đó là cái mà chúng ta đang học. Rồi, bây giờ còn một điều nữa. Họ nói là cái toán của ông dân. Họ nói như vậy là họ dùng chữ Việt Nam không đúng. Cái toán này là chỉ cái toán chung của chúng ta hết. Cái nhóm của chúng ta là cái nhóm người biết cái tình trạng này. Chúng ta muốn phanh phui cái tình trạng này, chứ không có ai, không có ai hết. Do lẽ đó mà chúng ta nói rằng chúng ta đến đây là chỗ này là mới thật sự là của chúng ta. Chỗ này mới thật sự chúng ta bỏ tiền ra mướn. Thật sự nước này là nước của các anh uống nè. Đúng. Không có mời. Tất cả cái này là của các anh của chúng ta. Đúng. Tất cả cái này là của các anh. Đó. Nếu mà ai mà lợi mời là không đúng. Của chúng ta, cái này ở nhà của chúng ta. Chúng ta làm. Tiền của chúng ta bỏ ra. Vậy mà họ dông ơn, họ không biết. Nhất là ba cái người làm ở trong cái này là gọi là cái ban điều hành. Họ lại còn có thái độ như không được. Thành nữ ra không được. Chúng ta là cái bậc trưởng thượng cao tuổi hết rồi, không thể có thái độ, phải sửa lại hết. Chúng ta yêu cầu ông Mỹ được nhưng mà chúng ta yêu cầu ông Mỹ hôm nay giữ chức chủ tịch, thành lập ban quản trị. Chào cháu Mỹ, mời cháu Mỹ lại. Tôi sẵn đây tôi nói luôn, chào chú Mỹ. Bữa nay bác Sủ có gọi nói rằng là bác Sủ không có
hiện diện ở đây được vì bác sủ đưa bác sủ gái đi bệnh viện rất là nặng. Thì anh em chúng tôi có nói rằng nếu thế thì được rồi, để chúng tôi mời chủ tịch Mỹ lại đây để làm cái công việc gì. Chị Thanh cũng không có gì để quan trọng trong cái quỹ kinh tế hôm nay, chị cũng là một cái thành viên thôi. Thành ra nếu mà đến được thì anh là cái người uy tín. Hôm qua không bây giờ tôi nói tiếp về vấn đề chúng ta họp hôm nay. Chúng ta họp hôm nay có mục đích yêu cầu ông Mỹ thi hành bản nội quy. Bản nội quy có một cái cớ là bản nội quy bị giấu quá lâu, chúng ta không biết. Gần đây chúng ta mới biết thôi. Thì bản nội quy nói như thế này: hàng năm hội viên phải được có một đại hội 3 năm một lần thì xét về chức chủ tịch, bầu là chủ tịch. Còn hàng năm thì được ban quản trị, ông chủ tịch và ban quản trị báo cáo đường lối hành động, có cái gì đúng, có gì sai, có cái gì cần thay đổi thì báo cho hội viên biết. Và hội viên sẽ biểu quyết khi ban quản trị đưa ra ý kiến. Đó là cái lý do mà cái bản nội quy